Vì sao chung cư mini rẻ nhưng khó bán? 1. Về mặt pháp lý, thiếu sổ đỏ riêng. Hầu hết chung cư mini chỉ có sổ hồng chung cho cả tòa nhà, không có sổ đỏ riêng cho từng căn hộ. Điều này khiến việc mua bán trở nên khó khăn và phức tạp hơn, do người mua lo ngại về tính pháp lý và quyền sở hữu lâu dài. Quy định xây dựng, nhiều chung cư mini được xây dựng không đúng quy định, thiếu giấy phép xây dựng hoặc xây dựng sai mục đích sử dụng đất. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xáo phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua. 2. Về chất lượng, diện tích nhỏ, thiết kế hạn chế. Chung cư mini thường có diện tích nhỏ, thiết kế đơn giản, thiếu tiện nghi so với các chung cư cao tầng hiện đại. Chất lượng xây dựng không đảm bảo. Một số chung cư mini được xây dựng với chất lượng không đảm bảo, dẫn đến tình trạng xuống cấp nhanh chóng, ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của cư dân. Hệ thống phòng cháy chữa cháy thiếu an toàn. Nhiều chung cư mini có hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. 3. Về vị trí và môi trường sống. Vị trí xa trung tâm, chung cư mini thường nằm ở những khu vực xa trung tâm thành phố, giao thông đi lại khó khăn, thiếu tiện ích xung quanh, môi trường sống không đảm bảo. Một số chung cư mini nằm trong khu vực ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc mật độ dân cư cao, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân. 4. Tâm lý người mua. Em ngại về tính an toàn. Nhiều người em ngại về tính an toàn của chung cư mini do những vụ cháy nổ, sập đổ đã từng xảy ra, thiếu niềm tin vào thị trường chung cư mini còn nhiều bất ổn, thiếu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền, khiến người mua lo ngại và mất niềm tin. Hãy nhấn like và theo dõi Nguyễn Văn Hành mỗi ngày.